bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Bạn không biết bắt đầu từ đâu, thậm chí bạn còn chưa có bất kỳ ý tưởng nào. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết bạn cần một thương hiệu đúng nghĩa. Chúng tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Alibaba rót 400 triệu đô la Mỹ cho tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, kịch tính cuộc chơi bán lẻ tiêu dùng. Gã khổng lồ Alibaba gắn với tên tuổi của tỷ phú Trung Quốc Jack Ma cùng với Baring Private Equity Asia đã đầu tư 400 triệu đô la Mỹ vào chiếc vương miện tỷ đô The Crow X thuộc Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Liên thủ này sẽ khiến cho cuộc chơi bán lẻ tiêu dùng online lẫn cả offline tại Việt Nam vốn đã không hề dễ dàng, nay lại thêm phần khốc liệt. Không còn là đồn đoán nữa, thông tin về gã khổng lồ Alibaba đổ 400 triệu đô la Mỹ vào Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang đã chính thức được công bố. Alibaba rót 400 triệu đô la Mỹ vào Masan. Cổ phiếu MSN thăng hoa. Cụ thể, tập đoàn Alibaba và Baring Private Equity Asia BPEA ký kết thỏa thuận mua cổ phần phát hành mới của The Crow X với giá 400 triệu đô la Mỹ, tương đương 5,5% tỷ lệ sở hữu sau phát hành. Thông qua giao dịch này, The Crow X được định giá 6,9 tỷ đô trước phát hành cho 100% vốn chủ sở hữu, tương đương trị giá mỗi cổ phần là 93,5 đô la Mỹ, tức là khoảng 2,15 triệu đồng. Đây là nền tảng tiêu dùng bán lẻ của tập đoàn Masan, được thành lập dựa trên việc sáp nhập hợp nhất Masan Consumer Holdings và Vicommerce, đơn vị sở hữu chuỗi Vmart, Vmart Plus của chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trước đây. Trên thực tế thì tin đồn về việc SK Group và tập đoàn Alibaba sẽ tham gia đầu tư vào Masan hoặc các thành viên của tập đoàn này đã được thị trường đồn đoán từ quý 4 2020. Trước khi có tuyên bố chính thức vào ngày 18 tháng 5 2021, thị trường đã rầm rầm về việc tập đoàn Alibaba sẽ mua cổ phần của The Crow X, giúp cho cổ phiếu MSN của tập đoàn Masan tăng mạnh trong hơn một tuần qua. Cụ thể, cổ phiếu mã MSN đã tăng trần chính thức vượt mốc 100.000 đồng trên cổ phiếu vào ngày 10 tháng 5 2021. Tính cho đến ngày 18 tháng 5 2021, thị giá cổ phiếu MSN đã tăng 10,5% trong khoảng một tuần gần nhất. Đây là mức sinh lợi khá tốt cho các khoản đầu cơ theo thông tin đồn đoán. Toan tính của các vị tỷ phú. Đó cũng là những tác động nhãn tiền đối với người trong cuộc là Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Nhìn rộng ra hơn, trong khuôn khổ hợp tác, The Crow X cùng với Lazada để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của công ty, tăng tốc phát triển thị trường bán lẻ tích hợp từ truyền thống đến trực tuyến O2O tại Việt Nam. Điều đáng chú ý là hai bên sẽ phát triển tính năng cung ứng hàng hóa cho các đơn vị online tại các điểm bán offline của Vicommerce, đồng thời phát huy sức mạnh hiệp lực từ nền tảng cung ứng và giao vận của hai bên để tối ưu và tiết kiệm được chi phí, gia tăng chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Như vậy là việc The Crow X bắt tay với Alibaba thông qua Lazada sẽ giúp cho Masan Group tiết kiệm được chi phí cho việc xây dựng nền tảng điện tử của riêng mình. Doanh nghiệp của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có thể tận dụng hệ sinh thái hàng triệu người dùng có sẵn trên Lazada để đẩy mạnh bán lẻ online, từ đó phát huy được thế mạnh của mô hình tích hợp xu hướng online-offline O2O tại Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình kinh doanh cũng như là đem lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Điều này là hoàn toàn khớp với chiến lược của Masan đã được tiết lộ trước đó. Tại đại hội cổ đông của Masan Group, ông Trương Công Thắng, tổng giám đốc công ty The Crow X chia sẻ rằng 10 năm trước chúng tôi không biết bán hàng online là gì, nhưng cho đến bây giờ thì chúng tôi đã phác họa được bức tranh bán lẻ trực tuyến ở Việt Nam sẽ phải như thế nào. Dựa trên phác họa đó, The Crow X kỳ vọng rất lớn vào kênh online và trong giai đoạn 2021-2025, công ty đặt ra mục tiêu doanh thu bán lẻ trực tuyến sẽ đóng góp khoảng 25% vào tổng doanh thu. Nêu quan điểm về thương vụ này, tiến sĩ Phan Lê Thành Long, giám đốc Viện Nghiên cứu Kế toán Úc nhìn nhận rằng câu chuyện đầu tư của Alibaba cũng sẽ giống như ở nước bản xứ của họ. Bán lẻ trực tuyến cộng sản phẩm tài chính tạo ra lợi thế cạnh tranh cực lớn trên thị trường. Cụ thể, với thương vụ hợp tác này, hệ thống cửa hàng vật lý kết hợp với VinID, sản phẩm tài chính kèm theo bán lẻ trực tuyến Lazada, hàng tiêu dùng của Masan sẽ chiếm lĩnh được thị phần, kết hợp với công nghệ am hiểu dữ liệu người dùng tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho người trong cuộc là Masan và Alibaba. Ông Long bổ sung thêm, bán lẻ trực tuyến kết hợp cho vay tiêu dùng, thanh toán qua app, khách hàng sẽ được hưởng chiết khấu lớn. Đó là mô hình mà Alibaba chuẩn bị cho thị trường Việt trong một tương lai rất gần. Nó sẽ tác động lớn trực tiếp vào các hãng bán lẻ truyền thống, đặc biệt là đối với các sản phẩm có tiêu chuẩn cao như đồ điện tử, điện thoại. Thực tế thì trên thế giới, mô hình bán lẻ tích hợp online và offline không còn là mới mẻ và được đẩy mạnh trong những năm qua bởi những nhà bán lẻ hàng đầu trên thế giới như là Walmart, Amazon của Mỹ hay là Alibaba Trung Quốc. Riêng ở thị trường Việt Nam thì hiện tại nhu yếu phẩm chiếm tới 50% quy mô thị trường bán lẻ, 25% chi tiêu dùng của người Việt và là mặt hàng mà người dân có nhu cầu sử dụng hàng ngày. Vì vậy mà có thể nói dư địa phát triển của lĩnh vực bán lẻ nhu yếu phẩm online là rất lớn.
cũng theo ông Long, với số tiền đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, chiếc vương miện tỷ đô The Chaos thuộc Masan Group không chỉ là trường đầu tiên trong hành trình trở thành hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ lớn nhất Việt Nam, mà đây còn là khởi đầu cho cuộc chơi đầy tham vọng của Alibaba tại quốc gia Đông Nam Á này. Alibaba sẽ đốt nóng cuộc chiến trên thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng Việt Nam. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu thị trường hàng tiêu dùng bán lẻ Việt Nam có dậy sóng sau khi Alibaba nhập cuộc hay không? Không chỉ có Masan, hiện tại thì nhiều chuỗi bán lẻ hàng tiêu dùng trong nước đều có bóng dáng nguồn vốn ngoại hoặc là thuộc sở hữu của nước ngoài như Elmore, Nhật Bản, Big C Thái Lan, đổi thành Tops Market và Go, Lotte Mart. Được biết rằng, các doanh nghiệp ngoại đều lên kế hoạch rõ ràng cho việc phát triển tại Việt Nam. Đơn cử như là trong vòng 5 năm tới, tập đoàn Thái dự định đầu tư 1,1 tỷ đô la Mỹ để mở rộng thị trường trên toàn quốc. Phía Elmore cũng dự kiến mở khoảng 20 trung tâm thương mại từ nay cho tới năm 2025. Còn trong nước, các doanh nghiệp nội hiện nay có Bách Hóa Xanh, Co-Mart gồm Co-Food, Satrafood. Thế nhưng trên thực tế, thị trường bán lẻ Việt Nam liên tiếp chứng kiến sự ra đi của các tập đoàn bán lẻ hàng đầu châu Âu, cho dù đây được đánh giá là thị trường đầy sức hấp dẫn với sức mua ngày càng tăng cao như Auchan, Poxon hay là Metro. Một số nền tảng thương mại điện tử lớn như Zalora, Lotte.vn cũng đã rời khỏi thị trường. Hiện tại, chuỗi Vinmart sẽ phải đối đầu với Co-Mart và Big C cũ. Vinmart Plus sẽ phải đối đầu với Bách Hóa Xanh, Co-Food và Satrafood. Còn Lazada thì đã bị Shopee vượt mặt trên khu vực Đông Nam Á và đang gặp phải cạnh tranh quyết liệt tại Việt Nam bởi Shopee, Tiki và Sendor. Về các đối thủ đáng gờm của Lazada ở mảng thương mại điện tử, thì họ cũng có những lợi thế rất mạnh. Ví dụ như là Shopee đang cho đặt hàng qua ứng dụng Now, nền tảng giao đồ ăn lâu đời tại Việt Nam, thuộc cùng công ty mẹ với Shopee. Hay là Tiki đẩy mạnh ngành hàng tiêu dùng, trong đó có mảng thực phẩm tươi sống Tiki Ngon. Trước áp lực cạnh tranh khốc liệt, theo các vị chuyên gia, liên thủ Masan và Alibaba sẽ khiến cho cuộc chơi bán lẻ tiêu dùng cả online lẫn offline tại Việt Nam vốn dĩ đã không hề dễ dàng thì nay lại thêm phần khốc liệt. Song giới chuyên gia cũng cho rằng thị trường Việt Nam bắt đầu phát triển về chất sau Alibaba, chúng ta có thể kỳ vọng vào sự gia nhập của Amazon. Khi đó miếng bánh bán lẻ hàng tiêu dùng sẽ khó nhằn hơn bao giờ hết và người hưởng lợi cuối cùng khi đó là người tiêu dùng. Nô Minh, Dân Việt, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964002593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.